Rồi cô bác ơi, bữa nay mình lại tiếp tục. Bữa nay dẫn cô bác ra vườn nha. Ủa mà quên dép để đằng trước rồi. Thôi trả lời, trả lời. Lý do kỹ thuật của mình không? Mình chưa cầm đi, chưa có dép. Giác này là khoảng 9 giờ rồi. Mình đi làm chút xíu văn nghệ đi. Rồi trễ giờ nấu cơm. Đây cây cưa nè. Cái này mình mua cây cưa tốt 150 ngàn, bắt đầu mình gắn lên trên này cái thành cây cưa di động. Cưa tốt có cưa giả nữa, của cưa giả có 60-70 ngàn vậy thôi, còn cái cưa hiệu đúng hãng của tốt thì tới 150 ngàn nữa, có chỗ chắc sẽ rẻ hơn chừng 50 ngàn vậy đó. Nhưng mà nếu dưới 100 ngàn thì không phải cưa chính hãng đâu, ví dụ như cưa này là cưa dởm nè, phải mua cái lưỡi dởm nè. Cái lưỡi dởm này có 60-70 ngàn thôi, còn cái cán này thì mình có thể là mình tận dụng từ những cái cưa cũ. Cưa này thì thay lưỡi được ha, thành ra mình mua cái lưỡi không thôi. Mình mua lần đầu thì có thêm cái cán, luôn thì khoảng 200 ngoài ha. Còn cái lưỡi thì nó 150. Còn nếu mua lưỡi với cán luôn thì khoảng 100 200 gì đó. Ủa quên, sao đi đường sau rồi. Mà thôi lỡ rồi, bữa nay đi đường sau đi cô. 1, 2, 3, 4, âm thanh có không? Có âm thanh. Cái mic này bữa hổm nó có vấn đề nè, bữa nay hy vọng là nó không làm nha. Hoa cỏ mùa xuân ha, có thấy hoa nè. Quá hoa luôn. Hoa không ha. Cái này 10 giờ Đà Lạt, còn cái này là 10 giờ của ngày xưa nè. 10 giờ của ngày xưa nè. Em như phận con gái đó, em thương phận con gái như hoa 10 giờ nở chỉ đẹp giây phút ban đầu. 10 giờ. Ở đây có mấy cái lá dừa nó sụ nè, để cưa mấy lá dừa này luôn. Hy vọng là cái mic nó im xuôi nha, bữa hổm thì nó không có âm thanh hết bữa. Bữa nay hy vọng là nó không có trục trặc nữa. Tôi sợ có ong thôi, nhiều mình ong dữ lắm luôn. Ong đánh cháo là cháo chạy mất dép luôn. Ta vô nước rồi, nhìn đẹp quá, chút xíu quay của bác xem nha. Và thấy gắn cái cưa lên cái cây thấy nó tiện biết nhiêu ha, cao thì giới. Cưa này bén vô cùng luôn, chứ gắn cái cưa thường vô cưa cũng chưa chắc ngon đâu. Còn cưa này bén dữ lắm, bén dữ dằn. Cưa này là độc quyền của Top luôn. Top là của Đài Loan.
nó dùng dai dùng dai và khó cưa dữ á. Xuống. Của mình bữa nay là qua cái bào bên kia, cái bào bữa hổm mà bị hư cái cưa đó, lá lú tùm lum đó, mình cưa mấy cái lá lú đó, còn cây cưa thì chưa lấy về quá. Cây cưa còn bên tiệm làm miếng đi lấy, khi nào có dịp mà đi luôn. Tôi không quên mấy cái cây cưa rồi, cái chắc ở giữa đường sợ người ta đi thăm lúa không được, quên đi. Rồi, đẹp trai đẹp gái rồi đó. Thầy đi theo khoan của bác đợi chút xíu nha. Sẽ cưa cái cọng dây này nó bò lên hàng cái ổ. Xuống nha. Rồi. Nó bò lên tùm cái hàng rào. Rồi, trở lại đây. Còn quay không được. Chấm được cái coi. Còn quay không? Còn quay của bác không? Cái mic còn ăn không? 1, 2, 3, 4. Ôi ôi, bữa nay cái quỳ quế nè, quá xa hoa luôn. Cái này mới chuẩn bị rồi nha, có họa thể là khoảng ngày mai là bắt đầu nó chỗ đó. Búp. Ở ngoài đồng thì người ta đã xa lúa rồi đó. Di chuyển thôi. Ở đây cỏ lên lại nữa nè. Ở đây là xương rồng bát tiên. Ù cỏ lên tầm chân nữa. Di chuyển thôi. Ồ mấy cái cọng này nó bò nè. Cái dừa BD nè, định cưa nó đó mà nó ra được buồn hết BD rồi kìa. Còn nó BD nữa thì phải cưa thôi, chứ để không có hiệu quả. Nhiều khi cả năm trời vậy được có 2-3 trái, không hiệu quả, để mình cưa mình trồng cây khác. Bên ngoài này tùm chơi nữa nè. Trái phải như mấy cái cây này vậy nè, mình mới cảm thấy hài lòng về cái cây, nó không có. Cây cũng được vài chục trái, cây gì năm được có 2-3 trái, 50 trái. Quá xá cái khu này bây giờ vừa rụng tùm lum chứ. Mấy bữa nay ở trong nhà trở ra cái là nó tùm hết rồi. Giờ đi dọn mấy cái này cái nha, có nghĩa tới đâu mình dọn tới đó. Nhưng mà chủ yếu là mình sẽ đi dọn mấy cái lá dừa bên kia. Bữa nào mà không có đi quay phim á, thì mình dọn kỹ lưỡng, tới đâu mình dọn tới đó. Nhưng mà cái này gặp nó ngay trước mắt nè, không có dọn thấy nó ngứa mắt. Dục nó ra ngoài kia để vài bữa mình đốt luôn. Rụng quá xá rụng. Trời nó gió bão bùng không ra đây. Nhưng mà đây vài bữa mình đốt một cái là khu này là nó sạch sẽ luôn. Dọn hết. Quá âm tầm mà. Nó rụng rồi. Cái này là cái cây cao tuốt trên trời đó, nó rụng xuống đó. Cây này thì giờ chọc trái khô hết tới rồi. Quá xá cao rồi, nó cả chục mét ở trên.
giờ chỉ chờ trái khô mà nó tự rụng. Cỏ bữa nay lên nhóc trơn, không là mưa mấy đám đó. Cỏ nó mừng quá, mừng. Cái này mấy con chuột nó ở triền miên trên mấy cây dừa luôn. Nó trển là có dừa ăn đồ này kia, nó ở trong thằng xuống. Cũng tự lơ tùm lum trơn này ha. Nhiều khi có ơi nó bụng một cái mấy cái ổ ong á, nó làm ở trên mấy cái tàu dừa này nè, cái bắt đầu dừa cái rụng xuống cái nó kèm theo khổ ong, không biết cái cầm mấy cái này mình dọn nó có cầm thôi ông ngược đánh, cũng bị tình trạng nó mấy lần rồi. Ổ ong nó rớt theo, nhưng mà thường ong mà nó rớt dưới đất là khoảng chừng 2-3 bữa là nó sẽ bỏ đi rồi, nhưng mà cũng có những khi mà nó vừa rớt đó mình không hay. Thành cái lụm cái lợn nó quánh mặt mày hạ bá luôn. Rồi còn quay không ta, còn quay luôn. Rồi, đi tiếp nữa nha, đi tới đâu dần tới đó. Có giờ hôm nay chuột nó ăn cũng nhúc chân nữa ha. Bây giờ đây nữa nè, cái này vừa khô quá ơi, thấy không, nước bắt nước vừa khô. Đây là trên cái cây này nó mới rớt xuống, chuột xuống dưới ao đây. Chiều hôm nay mơ gì mình vớt nè, vớt chung với mấy kia luôn, dục với ao cái mình bơi xuồng mình vớt, đưa về đúng vị trí, vừa trái nhấc chân ha, di chuyển tiếp luôn, qua bên bạn kia, bữa nay chuối xanh xanh này nè, nhìn đẹp rồi nè, người ta xả nước vô ruộng rồi quá, nhìn đã ha. Cái này bắt đầu cấy lúa chút la gai được. Sớm thì cấy la gai được rồi đó cô. Lúa giờ khoảng hơn tắc rồi. Cấy càng sớm thì lúa nó càng đỡ mất sức. Còn cây lúa mình nó đã bự rồi đó, mình cấy thì nó không có nở hung. Mùi mà non hương tóc em biết bao kỷ niệm, nhắc lại phút xưa nghe nghẹn ngào. Lâu nay muốn qua thăm em nhưng ngại gì cậu tre lắc leo. Tháng ngày tuổi đời trôi theo, nếu chân nhau bạc thêm mãi đầu, còn tìm đâu ngày xưa yêu dấu. Đường về hai thôn cách xa, hóng cơn gió chiều nhớ mùi tóc em thương thật nhiều. Lòng chợt buồn mênh mông, dáng xưa tan theo giấc mộng, chắc người đã bước sang sông, đang mùa lúa trổ đồng đồng. Làm sao anh quên những ngày khi mới quen tên, bên góc đá ven đường hai đứa cùng tỏ tình yêu thương. Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều gợi bao nỗi nhớ. Ồ, mấy con giạc nó bay kìa, cô có thấy ha, cái tên cây xoài trước đó. Rồi dắt này ra tới ngoài vườn rồi đó nha, nãy giờ đang ca không nói chuyện được. Thấy cái miệng thèm nói chuyện dữ lắm rồi đó. Rồi nè, cánh đồng của bác ơi à, sáng ngày dẫn cô bác làm kiển chơi vậy đó chứ làm được bao nhiêu đâu. À, mình sẽ cưa mấy cái này, còn mấy cái này thì dắt này xuống dọn dọn sơ để chống cái đường người ta đi ruộng. Bữa hôm quên cưa cái bỏ đây luôn. Cái cưa cái vô luôn. Chính là phải dọn dọn cái đường để người ta đi. Rồi không cưa được mấy gốc nè, rồi bây giờ nó nhập viện rồi thôi.
cho nó điều trị Covid đi. Bây giờ mình dọn dọn sơ sơ để có cái đường người ta đi nè. Đỡ thôi, chứ vài bữa mình sẽ chắc vô cây mình đốt nó luôn. Chắc cho cái gốc mình đốt nó. Cái dạng mà khô không khô mà ướt không ướt, nó dẻo dẻo. Chứ mấy cái bình bát này nó mì mập hà, nó khô rồi, cô bác lấy tay bẻ nó bụp bụp dần nó khô. Nhưng mà bây giờ cái vắt nó nửa khô mà nửa ướt này. Chẳng ai đó. Đâu đi, giờ rửa tới sẽ đốt. Nhưng mà phải lấy cái cưa về. Cưa. Cho nó chỉ điều trị Covid xong đi. Cái cưa nó hết Covid đi rồi lấy. Ông nói tới chiều là lấy được rồi, nhưng mà mình bận công chuyện là đâu có không đi chợ hoài của chuyện kia. Để dịp nào có việc sẵn mua cái gì hả, cái gì đó mình hắn ấy luôn. Nửa dục lá dừa rồi xuống dưới này nè, cái bắt đầu đó mình đốt nó luôn. Còn bây giờ lá dừa thì chưa dục xuống thì chừng nữa cưa không được lá dừa để đỏ cho nên chừng nữa tuôn xuống dưới gốc ra đốt. Tranh thủ mình đã đốt sớm. Ủa lâu quên bỏ cái máy quay ở ngoài này rồi, cô bác không thấy cái rắn nhút nhát nhít của mình. Còn bây giờ mình dục xuống trước đó thì chừng nữa bít đường mà mình không có cưa được cho nó trống trống này, mình để mấy cái lá trên này, lá dừa rồi mình chắc ở trên này nè. Nửa cưa xong ha, cái bắt đầu cái mình dục xuống dưới đó luôn, ủ gốc nó bắt đầu đốt luôn cho nó chết mấy cái bình bát này, để cho nó chống chảy ruộng gãy để cho bớt chuột này kia. Rồi 1, 2, 3, 4 cái mít còn ăn không? 1 rồi để cái máy cao cao lên nha. Giấc này thì mình sẽ cưa cái này, cưa này dài tới thì giấc này mình đảo một vòng để cô bác xem nè, trước nè, trước khi mình sửa nha, chút xíu nữa là cô bác sẽ thấy là đẹp như con gái 18 luôn. Hơi đẹp nhìn gái 18. Mình nói tới ngoài có lưu ý cô bác, gái 18 cũng có mấy đứa nó xấu quá. Chứ đâu phải là ai trẻ cũng đẹp đâu. Bây giờ nói như đẹp như trai 18 đi. Ôi dồi mai nè cô bác ơi, nó chỗ bông nè. Kinh khủng khiếp luôn không. Ôi dồi cái mai nè, bông nè, ghê gớm luôn. Quá xá mai rồi cô bác ơi. Ôi dồm nè, dữ dạng. Quá xá bông à. Cây này dài bữa nó chỗ một cái mà không dằn ống nữa thôi. Còn bên này nè, nó chỗ trước rồi nè. Tại cái này mình đâu có ngắt đâu, tự động nó chỗ rồi. Bên này thì nó chỗ sắp tàn rồi, còn bên kia thì nó mới bắt đầu ra bông hả. Ồ, cái này nè, nó cũng dữ dằn luôn rồi nè. Nè. Wow. Quả bông luôn rồi. Thấy bông thấy hoa là bây giờ tức cảnh là sinh tình là phải hát nữa. Thấy hoa mai nở biết xuân về chưa, 12 tháng qua mơ một ngày này. Bạn bè buôn ba khắp chốn thấy xuân về trên miền quê hương. Thuộc có nhiêu đó. Rồi, cái này là để cái máy đâu đây nha. Rồi cái bắt đầu hai cái dừa hổm lụm cũng còn ha. Rồi, giờ mình quay về cái hướng kia. Một. Rồi, còn âm thanh nha. bị khủng hoảng cái vụ âm thanh rồi. Con cò nó mới chạy đây rồi, nó đi đâu mất tiêu rồi. Chắc chắn nha, nó thấp thôi, sợ gió hồi cái nó ngã. Đó, vậy đi ha, 1, 2, 3, 4, quay thì nó hơi tối rồi đó, tại ngước lên trời mà. Đỡ đỡ vậy thôi, 1, 2, 3, 4, rồi có âm thanh ha, bấm ngừng cái đi cho chắc ăn, nãy giờ quay cũng lâu lâu rồi. Rồi, tiếp tục luôn, an toàn mà mẹ và trẻ em nha. Rồi, cưa mấy cái lá ủ nè, xuống cho nó gọn rẻ là ca. Đợt trước hình như có cái ổ ong trên này nè.
giờ dọn đi đi đâu mất rồi. Ôi 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 con gì ba ngang tưởng con ông hết hồn hết vía chứ hiển không nha. Ông nó đánh một cái nó không phải đau không đâu cô bác ơi, mà nó đánh một cái nó còn để lại di chứng cái mặt như là con heo nọc. Nó đánh mà chiêu trúng vô cái chỗ mà mềm mềm đó nha, ví dụ như là trúng vô cái mỏ hay gì đi thì cái mỏ nó sưng lên hai ba ngày không hết, ra đường không dám nhìn ai cả. Mà đỡ được cái bây giờ mình mang khẩu trang không, thành ra bây giờ cái lỡ thì ông đánh nó gì mà khẩu trang cũng không ai nói gì, chứ hồi bình thường đó ít ai mang khẩu trang đi ha, cái mà mình mang khẩu trang suốt ngày chứ ta cũng nghi. Giờ ai cũng mang khẩu trang, lỡ thì ông đánh là mang khẩu trang vô diện tớ. Ta đâu biết mình bị ông đánh ha. Nếu chiều nay lỡ hẹn không về thì xuống năm nay xuống sẽ buồn hơn mấy cõi mai vàng. Vào mùa xuân quên mặc áo mới, hàng hò xa xưa giờ quên tất cả, dành cho em tình yêu rất lạ. Dù sao anh cũng về, nụ hoa đã chín đỏ, bàn tay nắng nghiêu hoa cúc, bàn tay em thấm giọt lệ đây. Em có nghe trời phao xuống chưa, bên sông từng giọt nắng và đồng lưu thương. Và mùa xuân đó có anh thì xuân rất đẹp, anh không biết xuân về lúc nào, lời tình đông đưa theo gió, mình yêu nhau mấy tuổi xuân rồi. Em có nghe trời vào tiếng chưa, bên sông từng giọt nắng và đồng lưa thương. Và mùa xuân đó có em thì xuân rất đẹp, anh không biết xuân về lúc nào, lời tình đông đưa theo gió, mình yêu nhau mấy tuổi xuân rồi. Không biết bước gì, hát ca không có được cái gì chứ, mệt. Nói chung là mình mà chế được cái cây gì đó có rồi, cái mình tỉa mấy cái lá dừa khỏe lắm. Chứ hồi đó ha, là mình phải lấy cái thang bắt lên. Mà cô bác biết á, ở trên cái bẹ dừa nó chứa đủ thứ ở trên chứ. Rồi bắt thang cái bắt đầu ở dưới mình chặt, giới giới lên chặt, hầu nó gớt lên đầy, mình đầy mẩy cho không còn gì chứ. Khó khăn được kiểu cho nha. Bởi vì mình chế được cái cây cưa này thì nó khỏe hơn, mình đứng xa xa vậy nè, gớt cái gì xuống cũng đỡ. Bả bợ gì tùm lum đủ thứ chứ, nhùng nhằng tùm lum hết trơn. Ừ, cái bắp dừa luôn, rớt xuống còn dán. Mình ngã xuống.
xuống rồi nó gạt cái lưới cưa. Giờ chúng ta vừa khô nữa. Vừa khô có mấy loại lắm cô bác. Một loại á thì nó vừa khô tới là bắt đầu nó rụng đó. Còn có loại á nó khô rồi đó mà đợi hoài nó không rụng. Tới chừng mà nó có mọng luôn, có cây ở trên cái cây dừa luôn mà nó còn chưa rụng xuống nữa, cái cuốn nó dai vậy đó. Còn có mấy loại thì vừa ngắm ngắm vỏ là bắt đầu nó rụng. Quả kia nhỏ còn con rẻ đẹp trai đẹp gái vậy cả. Làm cái này là làm lấy gai thanh nhàn, còn mình làm gấp là nó cực lắm. Sợ là có ong hết, nếu không có ong thì xuống sẻ hết. Máy còn quay không nha, sao dời cái máy vô chỗ mát mát quá thôi. Ở đây hồi nó cháy cái máy mình luôn quên nữa. Đây ha, đây mát mát nè, gió thổi hiu hiu lòng muốn nghe buồn thiêu vậy đó. Đó im rồi đó ha. Rác này cô bác bắt đầu pha một cái tách trà ngồi coi mình làm việc. Hẹn chiều nay mà sao không thấy em, gió hiu hiu lòng bỗng nghe buồn thêm. Đợi một giây nghe bằng thế kỷ sau, anh không lại em nhủ lòng sao đây. Quá xa cái nhện dừa, lại bớt mấy cái nhện dừa chứ thôi là sùng ấy gì nó ở đây trồng lum hết trơn. Hết. Cây dọn được cái là cây dừa chắc nó mừng lắm cô bác ơi. Thấy đây con này con kia đủ thứ con. Cái tấn công. Cô lợi. Có lùng rồi, gặp cái tàu vừa cao cương rồi, cương được cho mình cao khoảng chừng 2 mét thôi được rồi. Nghe nói cái người thời xưa người ta cao lắm cô á, cao cỡ chừng 2 mét rưỡi luôn, 2 mét rưỡi 3 mét. Cái càng về sau, càng về sau nữa, cái con người của mình nó càng lùng càng nhỏ lại. Càng ngày càng nhỏ bé lại. Nó giống như mà cây trái vậy đó cô bác ơi. Cái thời gian đầu ha, mới bắt đầu cái cây mà nó sung nó tốt á, cái bự bự bành bành không. Cái từ từ về sau, cái 5-7 năm, cái chục năm, cái từ từ cái trái nó teo tóp biết rồi, trái túc không hết sức à. Thì người ta cũng vậy đó. Như nó thời kỳ đầu người ta bự con nó nốt đẹp lắm. Càng ngày càng ống nhớ ngắt quá. Cái dừa, mấy cái dừa khô này thôi cưa nó luôn đi, để vài bữa nó rớt cũng vậy. Ồ, cả nhẹ cái nào nó rớt luôn hả? Đó bác thấy nên nó, cái loại này nó mềm quá, chiều nhẹ cái là nó đi rồi. Cái dừa khô nữa được 20 ngàn, vậy chứ ra dừa mình nhặt nhặt hồi là cũng vài chục trái đó, 20-30 trái không ít. Mình kia có mấy cuồng khô nữa kìa.
Bây giờ sao đây? Bây giờ mình sửa dừa mà không lá mình không ăn dừa thì nhiều khi nó cũng có lỗi quá. Tại vì giống như là mình chê cây dừa, sao gặp tôi nước nâu nhóc trơn mà không có uống tôi thử cái con ngon không? Thì bây giờ mình để cho cây dừa không có tuổi thân thì bây giờ mình uống cây dừa coi. Uống này đi, nó hơi dài dài chút xíu nhưng mà chắc uống nước ngọt rồi. Để cây dừa nó đừng có tuổi thân. Ý. Già rồi, cát này hơi già rồi. Nhưng mà dừa hơi già chút xíu uống sẽ ngọt. Mà hơi non chút xíu thì uống nó bổ. Bây giờ bầm có quát lại nè. Quát như trẻ em vậy đó nha. Bầm có quát theo nè. Rút cái cây ngắn lại coi. Rồi, 1, 2, 3, 4, 1. Rồi, âm thanh còn. Mình bị dị ăn hơn cái vụ mà mất âm thanh mới hổm. Tới bữa nay mà còn sợ. Mới hổm sao nó bị lỗi sao đâu. Cái này thì nó hơi già rồi nha. Biết là nhìn trái dừa là mình biết trái dừa non, dừa già, dừa sao sao. Trong dừa biết là nó quen. Giống như mình vô mấy cái vườn nhãn đó, cô bác ơi. Mình hỏi chủ vườn nhãn, ủa mình biết làm sao mà cái nhãn này nó già rồi mình bán cho ta được. Tại vì mình thấy trái nhãn nó xù xì, cái nhãn nó có xù xì thì mình đâu biết chính. Nhưng mà chủ vườn người ta sẽ biết. Rồi. Mình ở đây mình trồng dừa chứ mình cũng biết được chút đỉnh là có thể trái dừa nào nó hơi già, trái dừa nào dừa uống. Dừa nó non non, nhìn sao là biết à, cái này nó hơi cứng trái nè. Cây dừa này thì nó hơi nồng nồng quá. Nó giống như cái mùi ga vậy đó. Đi về lại đây chút xíu đi, xa xa đi. Để thấy được mình. Để cô bác ối cho đó. Là nó giống như là cái mùi ga vậy đó. Uống thì nó gắt luôn. Cái nào không phải dừa sim. Nếu như dừa sim á, nó uống cái nước của nó thanh lắm cô bác. Chứ nó không có ngọt gắt gì. Cái nước này ngọt gắt giống như mình uống cái loại mà nước ngọt có ga vậy đó. Nó ngọt gắt. Còn cái dừa sim á, nó không có gắt gì. Dừa sim nó thanh. Nó hơi ngọt 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 ngọt. Còn dừa này uống nó quá ngọt, nó hút ngọt luôn. Ngọt quá. Ngọt quá là thành ra nó không có còn mát. Dừa mà mình uống còn hơi non non, nó hơi chát chát nhẹ chút xíu ha. Thì nó tốt nhất. Còn uống gì là cái chất đường nó hơi nhiều. Người ta nói mình khát quá thì cũng không có nên uống nước dừa nhiều. Mà cái giác mà đang nắng quá thì cũng không nên uống nước dừa nhiều. Nó chỉ uống giống như là mình uống giải trí thôi. Còn uống thay nước thì nó cũng không được tốt. Có nghĩa là mình đã uống nước bình thường rồi đó, bây giờ uống nước dừa thêm, cũng ví dụ như mình đi quán xá gì đó mình uống nước đồ thêm thôi. Còn nước chính thức phải là cái nước lọc của mình là tốt nhất. Còn mấy cái nước dừa này nếu mình uống nhiều quá thì nó sẽ nguy cơ bị loãng máu đó, quá máu bị loãng. Rồi đây đây đây, tranh thủ mình làm chút xíu nữa rồi vô cơm nước. Này đi, cái này đậy lại. Rồi, tiếp tục nha. Chấm chấm rồi đó cô á. Chưa đâu, mình cưa thêm chút xíu nữa là cô sẽ thấy đẹp tuyệt vời luôn. Có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Cô thấy nó hơi lùm xùm vậy đó, là tại vì mình chưa dọn dẹp thôi. Giống như cái nhà của cô bác ha, nhìn hồi thấy ghê. Nhưng mà thật sự mà nhà cửa mà cô bác mà có khiếu chút xíu rồi đó ha. Cô bác dọn một hồi là nhìn cái nhà cô bác trống trải gọn ghẽ đẹp lắm. Còn nếu không thì hồi cái nhà cô bác thấy ghê luôn. Rồi, đây. Giống như chiếc xe đó cô bác ơi. Mấy cái ông mua về đó bắt đầu đổ hồi nhìn chiếc xe thấy vừa ghê gần chết. Cô bác phải có khiếu mới được. Rồi không có khiếu là cô bác dọn hồi chiếc xe cô bác thấy mấy cái văn độ xe đó.
Có người thì người ta đổ đẹp nha, có người đổ ngồi nhìn chiếc xe kỳ hữu gần chết. Còn mấy cái cây cối trong vườn thì nó cũng vậy đó, mình mà sửa khéo khéo chút xíu ha là thấy nó đẹp, mà sửa không khéo hồi là nhìn cái vườn là một là nó trống lỏng trống lơ luôn không có gì, hai là nó còn lùm xùm nó loạn xạ. Không phải mà cưa trống lỏng hết trơn là nó đẹp đâu, có không phải vậy, mà mình chừa những cái lá sao mà giống như còn như cái dù ở trên á, nhìn nó đẹp. Còn mà cưa chửi lũi luôn, nhìn cái dừa giống như là ở giữa sa mạc ấy, nó kỳ á. Lá nào mình thấy lá đó đi, để họ nó dính chùm cái bắt đầu không ấy. Phải mình cưa xong cái mắt rồi mình dọn dừa này là im lắm, mình phủ xuống dưới luôn. Bây giờ chưa xong. Lá rồi. Người dân đầy đậu trơn à, chuyển hướng chuyển hướng. Đây đứng dưới gió. Cưa thì nó rất là bén luôn, chứ gặp mấy cái cưa mà cà nhựa đó. Thua luôn. Đây bữa cưa xong rồi dục xuống. Cuốn lại. Nà xô. Đây là ngắm cảnh trời ngon sông nước ha. Đáng lẽ để cô bác ra ngoài này ngắm cảnh ruộng lúa được chơi ha. Dở ha. Thôi bây giờ đem cô bác ra ngoài đi, thương cô bác hết sức nha. Ngắm cảnh ruộng lúa chơi chứ bây giờ mà ngắm lên trên trời gì thì đâu thấy được gì đâu ha. Bây giờ mình sẽ di chuyển ra ngoài này. Cô bác thấy là cây dừa này nó bị đuông ăn rồi nè, không biết sống nổi hay không nè. Có cái nguy cơ lớn dữ lắm, đuông ăn. Là tại vì bữa hổm là lá dừa, lá ấy gì nó bít bùng ở đây chứ, mình mới dọn xong đó. Cái hồi trước là nó khủng khiếp lắm. Thành ra là có thể là cái di chứng của nó. Bây giờ để cô bác ở đây ha, ngắm có đồng ruộng được chưa? Hồi nãy để gì đâu mà chỗ này nó không có cái đồng bằng nữa chứ. Đi đi à. Vậy đi ha. Rồi 1, 2, 3, 4 âm thanh có. Ghẻ đẹp trai đẹp gái đồ lên coi. Quá xa rồi, bụng sân bay dưới gió. Ở trên gió này thì nó hơi ngược tay. Cô lơ sập xuống cả cái cửa luôn. Ngày xưa mà vừa cắt lúa xong người ta đem diều qua thả nhiều lắm, bây giờ hình như là cái mùa thả diều nó qua luôn, không thấy con diều nào. Rồi đẹp rồi đó, thêm chút xíu nữa nha. Nó còn còn ra mình cưa mà trống trống vậy có bớt nó, còn chuột nó ở, tại vì nắng quá chuột nó ở không nổi, bỏ đi. Còn mình để lùm xùm mấy chuột nó ăn chứ. Thành ra mấy cái dừa mà mình chờ người ta trồng á, mấy cái chỗ mà chuột nhiều á, cái bắt đầu ta lấy thiết người ta bọc, bọc xung quanh cái thân của cây dừa này, bọc ôm tròn này. Cái con chuột nó leo ở dưới leo lên á, thì nó đụng cái thiết này nó không có leo lên được. Leo nó chạp chạp đâu leo được. Cái đó là những cái chỗ mà người ta trồng mà không có cây cối khác á, nó không có dễ nhánh qua. Còn mình ở đây mà nhạt cây chân, nó ve qua ve lại thì nó leo đường này leo đường kia qua được chân. Thank you.
Bụi quá sao bụi vậy? Mình đỡ rồi. Hồi trước mình không có chế cái vụ cây cưa này có quá đâu. Lâu lâu cái bắt đầu cái bắt thang lên nha, cái thang ba thước đó, cái bắt lên đây vậy nè. Rồi giờ mấy cái dao lên chặt. Nó gớt còn khủng khiếp, đâu có chạy hướng nào được. Còn mình cưa gì mình còn chạy hướng khác được. Chắc này đẹp trai đẹp gái rồi đó nha. Rồi. Một cây đẹp chưa chưa. Giờ tới cái cây bên này. Cái bên này cô có thấy không ta? Mình xây xây cái máy vô đi nha. Chắc là mình làm cái mép trong. Xây cái máy vô chút đi. Cái này làm ở trong đây. Rồi. Nhấc lên chút nữa cài. Chắc đỡ đây đi. Kéo khẩu trang lên cái quát luôn, có âm hay gì nó cũng đỡ. Nó quết cho cái khẩu trang. Nguy hiểm nha, nguy hiểm nha. Trời thấp thấp gì nó khỏe biết nhiều. Cái dừa này, cái dạng nào mà nó muốn bê đê nè quát. Vừa nè, sau khi những cây xung quanh thì đâu có trái la ra trên cây này thì đó giờ chưa từng có trái luôn. Nó hơi đèo đọt, nó hơi sao đó. Bữa rồi đốt nó nám, nó cũng cháy cùng lum. Tại vì nó đèo quá. Mấy cây dừa mà nó sung tốt ha, là nhang ít xỉu à. Cái dương nó tét nhang chân, mà mấy cây dừa mà nó không có tốt rồi ha. Nhang nó lùm xùm, nó tách nhang không được. Để cho qua cái đợt này cho nó có trái hay không có trái thì mình cưa nó luôn. Quá sạch kiến. Kiến hôi thì nó không cắn. Có mấy kiến lửa đụng nó cắn lắm. To. À, nãy giờ đi đâu à hả? Ăn được này có trái ngon lành lên rồi con. Cái khẩu là phải cưa chung với cái kia luôn ạ. Ăn có trái nha. Cây dừa thì nó giống như người ta với người xưa. Người ta là tam niên vô tự bắt thành thê. Có nghĩa là 3 năm nó cưới về là có con mà nó không có con á. Cưới vợ khác. Cái đó không phải là vợ mình. Vợ có bê đê hay gì đó. Nó tam niên vô tự bắt thành thê đó. Là không có coi cái người đó là vợ nữa. Thành ra ngày xưa mấy ông bà giờ chồng đó, mấy ông bà đó bên chồng đó thì thấy mà cưới con dâu hoặc là cháu dâu về đó mà 3 năm rồi mà nó không có sinh con là rồi đó, đuổi nó đi. Cưới vợ cho cái thằng cháu thằng con không quá. Còn mà hai đứa nó có thương nhau hay gì thì cãi mặt. Hoặc là nếu như mà nó chịu á thì nó phải kiếm cái vợ nhỏ cho chồng.
để nó để có con mà nó giỏi gì đó. Còn bây giờ mà giả sử như 3 năm, 4 năm gì đó không có con thì cũng phải chấp nhận thôi. Chứ hai vợ là người ta phạt. Này kia nhảy vô lỗ mũi. Mình nói tới cũng khá nói lui. Người ta thương nhau rồi thì đâu cần con cái gì phải không? Nhưng mà ngày xưa giả sử như gia đình mà người ta mà không có con cháu nó giỏi thì người ta lo lắm. Còn bây giờ thì người ta đi sinh con nuôi, rồi người ta làm con nhân tạo gì tùm lum chứ, đủ kiểu hết. Rồi thế thay đổi chứ ngày xưa cũng khổ sở lắm. Khi hai người thương nhau đó, nhưng mà vì áp lực gia đình, vì sao yêu nhau không đến được với nhau gì đó. Ai nói gì thời nay có nhiều cái thay đổi khác với cái thời xưa. Cái người thời xưa mà sống theo kiểu thời xưa hoài tới cái thời nay rồi thì đôi khi nó không có hòa hợp được, nó cũng hơi khó. Cái người mà sống theo thời xưa thì hơi kỹ lưỡng, đôi khi thành khó khăn. Rồi cái người thời nay người ta sống hòa nhập không được, có nghĩa là cái thế hệ trước không có hòa nhập với thế hệ sau, thành ra cũng hơi khó sống. Thành ra cái người thế hệ trước á muốn sống với cái thế hệ sau á thì đôi khi là phải lơ lơ đi chút xíu mới sống được. Giống sống giống như cái kiểu xưa thì nó không có hòa hợp rồi, bởi vì hai ba cái thế hệ mà ở chung khó lắm. Ông bà hay gì đó mà sống với con cháu thì nó khó lắm. Tại vì mấy đứa nhỏ giờ nó theo cái thời nay theo thời nay nó khác, còn cái thời xưa của mình nó khác. Nhưng mà nó chạy theo cái thời nay quá thì nó bỏ quên cái đạo đức hết trơn, rồi nó theo cái vật chất bên ngoài. Mà nếu như theo cái người thời xưa mà đạo đức không của tôi, bây giờ mấy đứa nhỏ nó thấy nó tù túng quá, nó chịu không nổi. Bởi vì sao mà dung hòa được hai cái đó. Dung hòa được cái dạng người vừa vừa đó, vừa tiến bộ nhưng mà cũng không có đánh mất đạo đức ở bên trong nó thì nó quý, nhưng mà vậy thì nó cũng khó lắm. Đỡ được lúc nào thôi, bởi vì mình biết cái thời nay khác, cái thời xưa khác thì mình hòa nhập mình sống thì nó đỡ được một chút, còn nếu không thì sống không được. Khó sống. Mấy cái buồn này ăn trái hết rồi, cưa luôn. Tại cái cây này nó thấp thấp, của cây này cũng có trái khá khá mà. Mà tại vì nó thấp thấp á, cái là được nhiều trái là mình ăn chết. Mình ăn là nhiều nhất. Ngay cái ngã ba đường. Bởi vì người ta nói ở giữa ngã ba đường mà có cái cây mà trái mà tươi tốt hết trơn ha, chín xum xuê chứ mà không ai hái là có vấn đề. Hái không? Không nó vô. Giống như là bây giờ mà cô bác nói bây giờ ở ngoài đường nó nghe có một cái anh nào thiệt là đẹp trai hoặc cô nào thiệt là đẹp gái hay gì đó. Không, mình nói ví dụ nhiều cái ví dụ đi. Mình giả sử như cái cô này thiệt là đẹp gái, hiền thục, cái anh kia thiệt là đẹp trai, hiền diệu gì đi. Nhưng mà cái anh đẹp trai này 20-30 tuổi gì đó mà không có ai mà ngó ngàng gì tới chứ. Thì cái anh này cũng có vấn đề gì đó. Mình nói xa mình lỡ mình thấy nó hiền thục gì đó, mà sao mà nó không có vợ con cái gì chứ, thì coi chừng nó bê đê đó. Hoặc là nó có vấn đề gì đó, hoặc là nó khó khăn này kia hay gì đó. Còn cái cô này người ta lợi ta thấy hồi cô này đẹp hiền thục này kia đủ thứ nết na hay gì đó, mà sau 20-30 tuổi mà không có ai rước chứ là coi chừng cũng có vấn đề nữa. Không có, nó không có bình thường rồi đó. Thì bởi vì cái cây mà cái trái mà giữa đường, ví dụ như cái cây này ở ngã ba đây đi cô bác ơi, mà trái xum xuê chứ mà nó còn nguyên vậy đó, thì cái cây này có vấn đề nè. Chắc là uống vô nó lật nhách lật nhiễu không ai thèm uống chứ. Nhưng mà ở ngoài mình nhìn thấy thì nó xum xuê, thấy nó ngon lành lắm. Giống như cái anh đẹp trai đẹp gái ở ngoài mình nhìn sơ sơ mình thấy im lắm, nhưng mà thật sự ở bên trong nó ra sao thì phải đánh dấu hỏi. Tại sao mà ở ngã ba đường đây nè, cái cây dừa nè, ngay cái tầm giới nè, im gần chết luôn nè, nhóc trái trơn nè, mà tại sao mà nó còn nguyên không ai hái trơn ta?
có thì cái cây này có vấn đề à, và người ta cũng vậy nữa, quá không, người ta cũng vậy nè, chuyện có vấn đề tùm lum. Có thử đâu mấy giờ rồi, mấy giờ không biết, cà cà nhìn đồng hồ theo này. Ủa đem điện thoại sao mà nó tối thù à. Sao cái màn hình tối thù ta, chín giờ 50 phút. Ôi còn sớm chán, mình sửa được cây hai cây nữa, một hồi mình quay trở lại là cô bác xem là cái vườn của mình nó đẹp như mơ luôn nha, đẹp bất ngờ luôn. Cái này làm cái kiểu dân nghệ thôi, buổi sáng ra làm chút, cái chiều mát cái ra làm chút vậy đó. Nhưng mà từ từ nó sẽ đẹp lên. Còn nếu như mình không làm chút nào thì không bao giờ đẹp. Rồi cứ này chút nữa coi. Mấy cái lá từ thấy gì cho dễ cưa. Lá mình nó khô nhiêu dẻo á. Cái miếng đan này thì nó mình gỡ hết, nó gọn ghẽ lại rồi, được hai cây đẹp chưa, có cần cưa lá nào nữa không, vậy đi cưa quá nó mất sức cây dừa nữa, mấy cây dừa đang ghẻ trái, còn mấy cây dừa mà nó chưa có trái hoặc là trái nó đã khô rồi thì mình cưa nhiều cũng không thấy nổi. Còn mấy trái nó đang có trái, nó đang nuôi trái nè, mình cưa quá nó mất sức, nó không đủ lá để nó hoàn hợp nó nuôi cái trái. Có những cái lá nó hơi đen đen, cái là bắt đầu nó rụng rồi, cái lá. Còn có những lá ta nói nó khô gan cứu đế từ đời nào mà nó cũng rụng. Bây giờ có mấy cây dừa ở trong vườn của mình, nó dơ, rất là dơ luôn, tại vì nó hơi cao đó, mình cưa mình ấy không tới rồi, mà cái lá của nó thì nó dai, thành ra nó sùm sùm cái dừa mà không có cách nào mà kéo nó xuống được, nó dài quá, cưa thì cưa không tới. Cây này cũng dài nữa, cái lá này khô chết queo luôn, mà kéo xuống không đứt. Cái cây này gì là nó dơ cái dừa lắm, luôn ấy ông tập lực đó. Quên để thăm cái máy của mình, còn quay không ta, còn âm thanh gì hết. Cái mic này cũng hồi hộp chứ lắm. 1, 2, 1, 1. Máy này quay thì nó không đẹp bằng máy kia, nhưng được cái là nó có báo mic. Có trục trặc hay gì thì mình biết. Nói chuyện cái mic nó nhảy nhảy. Còn cái kia cái độ chế, thành ra là nó không có hiển thị được như thế này. Nước gì mỏi cổ quá ta. Tôi ngó về cuối trời, tay ôm kỷ vật tình yêu của tôi trao người, giờ còn xót lại tâm hình để bớt lẻ loi những lời thề thốt đầu môi, nay chỉ còn thề non hẹn xuôi. Trong nét mặt nhớ
gặp nì non. Quên mất đi. Ngày xưa các bà mới vui mà hát vậy đó. Giác này nhìn cuối trời cái tự nhiên nó lòi ra cái bài cuối trời. Bây giờ mà nhìn vào đồng lúa bên ngoài là cô bác ơi, nước đã bơm nè, mênh mông trên trời biển ha, còn một màu xanh xanh chấm thêm màu vàng vàng rồi cái ăn bài nữa. Ngoài đồng cây lúa chết khô, con sao bay lẻ bạn một mình, con sao kêu ơi hỡi, hỡi ơi bạn tình ơi. Còn gì đâu để ước mơ, vì tiếng kêu không tròn, để những khi âm thầm lặng nghe những nỗi đau buồn tơ. Cảm bậy bạ không? Thả cái này tức cảnh nha. Rồi, bây giờ tiếp tục. Chúng tôi đã cố gắng hết sức cái này phục vụ dân nghệ để cô bác mà coi hỏi đừng có buồn ngủ. Chứ coi một cái kiểu mà ngồi đây mà cưa hoài để đảm bảo cô bác coi chừng 5 phút là ngủ gục tiêu chứ. Này, mà cô bác này giống như là coi cái chương trình này là nó loạn xả hết trơn. Nó vừa có lô tô, vừa có ca nhạc, vừa có tấu hài, vừa có cái gì đó. Thật là mình đang đủ thứ nhân đời chứ. Thì coi đã buồn ngủ thôi. Mấy cây dừa này nó cũng 5-6 năm ăn lên. Có trên nữa. Cũng khá lâu. Tại vì mấy cây dừa này hồi đó mới múc vuông lên là đã trồng rồi. Còn cái dừa bên kia thì múc vuông mấy năm mới trồng. Thành ra có thấy có cây thì nó có trái rồi, có cây thì nó còn con nít. Cố lên, cố lên, cố lên. Trúng cái cưa luôn. Rồi. Cái này cưa ở đây nó trúng cái máy quay không biết. Để cho nó gọn ghẻ thì ổ chuột là nó ổ chân. Nhà mình có nuôi mèo, nuôi chó đủ thứ cho nó cũng đỡ đỡ được chút, nó còn nếu không nó còn khủng khiếp hơn. Một nhà con u không trúng máy quay. Cái máy quay này thì ngã rớt không sao, còn cái máy quay kia mà nó ngã rớt cái là nhốt buộc dữ lắm. Tại mấy cây kia nó có chút béo béo à. Nhốt nhốt lên thì nó mỏi cổ à. Chắc này quay cái mông rồi cô á, thấy nó mất lịch sự quá. Rồi, ra được cá chưa? Nhà kén thêm cây hai cây nữa cho nó gọn gọn cái khu này rồi bắt đầu mình nút vô nút cơm. Cô á còn đây ha, còn luôn. Rồi dê dê lại đây nha. Thôi mình chắc mấy cái lá, cái ngã cái mái, rút cái cây cao lên coi. Nhìn chưa? Cụp xuống. Rồi. Làm chưa? Nhìn chưa? Nhìn này chút xíu nữa đi. Rồi. Một. 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 Rồi, pin cũng còn ít thôi, còn khoảng 20-30% thôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cho xuống mé này. Bởi vì cũng tiếc một cái là cưa xong rồi cái mình dục xuống dưới kia thì im quá, đâu có mất công mình dục 2-3 chặng. Bây giờ mình dục ở đây rồi, mới mốt cưa xong rồi dục xuống chặng nữa. Tốn công ha. Nhưng mà đành phải chấp nhận thôi. Trời xui mà. Ngày xưa khi ta lớn lên đã nghe câu hát lý chim quyên. Chim quyên ăn trái nhãn lồng,
chiều nay qua sông Cửu Long lại nghe ai hát lý thương nhau. Thương nhau sao lỡ nhịp cầu, mà đôi ta không là tình nhân, không phải vợ chồng, chưa từng bên tim, chưa từng quen hơi. Như chim quyên chưa quen với nhạn lòng. Kêu quá, kêu quá. Ôi ôi, cái gì mà nó bay vù vù cái ghê à? Ôi, con ong kìa. Bay vù vù cái ghê không? Cái con ong hình như nó đậu hút mạch chứ không phải cái ổ nè. Ổ rồi nó quánh. Chạy không kịp luôn. Kìa quá. Nhìn quá. Xót một lá này nè. Ôi, có tổ ong rồi, nó bỏ đi rồi nè. Ông cũ rồi nè. Ông vui. Quá bụi. Bùm. À, nước gì hồi nó đơn cổ luôn. Mấy cây nó hơi cao, cây thấp thấp thì nó đỡ được một chút. Chắc là nó hơi đói đói rồi đó. Là buổi sáng làm việc này nó dễ đói quá. Uống nước vô coi. Mà còn ca hát nó hơi hám đâu. Rồi đổ xăng vô xong máy chạy tiếp. Đường mòn làng hôm nay đông vui, áo hoa màu vàng xanh nơi nơi. Nhưng vui hơn là anh dễ quê nghèo, trong áo dài khăn đóng đưa dâu. Rước dâu chứ. Cái dừa này cũng dạng nó hơi bê đê nữa nè. Nó ra trái gì đâu, trái bự, trái nhỏ gì, trái lép, trái gì tùm lum cho nè, cây dừa này nè. Nó cũng có dấu hiệu BD rồi đó. Sao mình không BD mà trồng mà toàn là cái cây gì đâu, nó cũng ra BD, khóc kỳ quá. Biết rồi, coi chừng mình cũng lây nó, mình BD luôn quá. Trồng cây đu đủ thì cây đu đủ, đủ BD, trồng cây bơ thì nó ra cây bơ BD. Trồng mấy cây dừa này, ghét cây dừa này nó cũng BD luôn. Biết rồi, coi chừng mình cũng bê đê luôn. Làm không mệt không, nhưng mà cô bác biết ha, mấy cái bụi bẩn trên dừa nó rớt xuống là nó xót mình mẩy dữ lắm. Ý là có gió đó nha, không có gió là nãy giờ là thắt dắt cái áo ra nước rồi đó. Có gió hiu hiu mà nó còn nực đó, tại vì nó rớt nó bụi bẩn rồi vô trong áo nè. Cái nó rít, cái nó sót. Ồ,
Ôi, mấy cái mai bồng quá xá bồng luôn. Thư viết từ miền xa gửi về em gái anh chưa quên mặt. Năm nay đơn vì anh vui đón xuân bằng những lời em gái viết trong thư. Chắc này mệt mà còn hát. Xuân núi rừng rộn vui, mây thằng khoe có khăn theo em tặng. Những chiếc tình đọc thư ghi chép nhanh, ừ như những giang trung giờ tiêu tan. Thư em là ngang câu thơ, là câu đôi đỏ, là thịt mỡ xưa hành. Ôi ôi, có câu ông kìa. Sao đây? Ủa ông, dạ có một con ông. Bây giờ gán cưa thử coi, coi nó có cho mình cưa cái lá không nha. Cưa cái lá thôi nha, không có đụng ổ đâu nha. Ông nghe thấy nó hiền hiền nè. Ông nói ông lá quá thôi. Ông lá thì chỉ có một con, hai con hoặc là ba con thôi. Đó. Không bay vậy ha. Chừng nào nó bay là mình chạy đó, mà nó chưa bay. Thử nghe con. Nha, nó trên cái bậc dừa. Còn này mình cưa cái lá dừa. Ôi ôi. Ghê quá, ghê quá. Cưa lên. Ta dừa đất nhìn xuống cây. Không sao, không sao, không sao. Mệt quá. Còn lá nữa nha. Cưa đều đều, không có cái yếu tố bất ngờ để cho nó hết hồn nó bay ra là lu bu đó. Rồi thôi, nhiệm vụ nó đánh một cái là cái mặt như Hà Bá liền. Không sao, cô ông mà đã con ông đầu tiên trong sáng nay đó nha. Hồi hộp quá. Cỏ cái này nhóc trơn rồi, bắt đầu đi chém cỏ là ra được rồi. Ồ, có ổ ong trên cái bậc dừa nè, ổ ong cũ nè, còn cái ổ nè nó bỏ đi rồi. Ngược thời gian trở về quá khứ phút say chành lòng, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình chỉ còn lại con số không. Nhắc đến thấy buồn, từng kia ngăn đôi đường. Gì vậy? Nhìn nhìn. Đây. Qua cái tổ ong này cho nó an toàn mà mẹ và trẻ em, nó thấy ghê quá. Xui mà nó quết một cái là mệt mỏi gì. Gắn cho hết cục pin luôn. Máy mình hết pin chưa? Hết cục pin là vô luôn. Nó còn có chút béo pin. Ồ, gắn chút miếng xíu nữa đi. Thank you.
Thank you.